Vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic được phát hiện ngủ ngoài công viên. Bức ảnh được chụp bởi tay trèo người Ả Rập Xê Út, còn nhân vật chính trong hình là kình ngư người Italia. Anh đã giành huy chương vàng Olympic Paris 2024 nội dung bơi ngửa 100m nam. Không rõ bức ảnh này được chụp trước hay sau khi anh và các đồng đội không thể lọt vào trận chung kết nội dung bơi hỗn hợp 4x100m nam, nhưng nó đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Trước sự quan tâm của người hâm mộ, anh đã lên tiếng giải thích: "Tôi khó ngủ vào buổi đêm lẫn chiều. Làng vận động viên không có điều hòa, trời nóng và đồ ăn cũng gặp một số vấn đề. Nhiều vận động viên đã chuyển ra ngoài vì lý do này. Đây là điều được rất nhiều vận động viên và các đoàn trên khắp thế giới phàn nàn khi dự Thế vận hội ở Paris, bất chấp việc ban tổ chức chủ nhà hướng đến việc giảm khí thải carbon."